Lại là mình, linh tinh, thích thì làm đây. Vlog này mình sẽ dẫn mọi người đến những địa điểm cần check in khi đến tham quan biển đảo Lý Sơn. Cảm ơn mọi người đã chọn xem video này. Mong bạn yêu thương và ủng hộ kênh bằng cách nhấn thích video, nhấn đăng ký, subscribe kênh. Nếu đến với Lý Sơn, đừng bỏ qua những cái điểm check in mình gợi ý sau đây nha. Let's go. Ta-da, cột cờ đảo Lý Sơn. Hồ núi lửa thới lới, cây cầu qua hồ. Hang câu. Tắm biển Lý Sơn, tắm ở đảo lớn nha mọi người. Đã đến biển rồi thì phải tắm biển thôi. Biển Lý Sơn rất đẹp. Dinh Bà Thủy Long, di tích xếp hạng cấp tỉnh Quảng Ngãi. Thì những người dân ở trên huyện đảo Lý Sơn á, trước những chuyến đi khơi xa thì sẽ đến dinh bà này để viếng bà, để xin bà phù hộ. Tương truyền thì bà là con gái của vua Thủy Tề. Giáo xứ Lý Sơn. Nhà trưng bày đội Hoàng Sa Kim Quảng Bắc Hải. Trường Lý Sơn, di tích Lăng Tân, nơi đang trưng bày hai bộ xương cá voi có thể coi là lớn nhất Việt Nam. Đình làng An Vĩnh, nơi tổ chức lễ khao lề thế lính Hoàng Sa hàng năm. Di tích khảo cổ suối Trình thì ở đây sẽ là thể hiện cái phần mộ táng. Trong mộ táng này thì có những cái hiện vật đồ đá, rừ cuốc, đồ bàn mài, có cả di cốt của trẻ em nữa.
có đá quý thủy tinh có niên đại khoảng 2.000 năm và thuộc giai đoạn muộn của nền văn hóa Sa Huỳnh. Cổng Tàu Vò, Lý Sơn. Cột mốc điểm cơ sở A10, một trong những cột mốc tuyên bố chủ quyền đối với đảo Lý Sơn. Ta-da, con tàu đắm. Hòn Mù Cù và Hải Đăng Mù Cù. Chùa Từ Quang. Đồng hành tỏi. Dinh Bà Thiên Y Anna. Ở xã An Vĩnh cũng có dinh bà và ở xã An Hải cũng có dinh bà. Tại dinh bà Thiên Y Anna thì sẽ thờ nữ thần Thiên Y Anna. Đây là một nữ thần xuất phát từ gốc văn hóa của người Chăm, người Việt du nhập nền văn hóa Chăm và thờ. Đình làng An Hải, một trong những ngôi đình cổ nhất ở Quảng Ngãi. Đình được xây dựng từ năm 1820 dưới thời vua Minh Mạng. Trải qua nhiều lần trùng tu cũng như xây dựng mới thì đình có cái kiến trúc như hiện nay. Đèn biển Lý Sơn. Di tích nhà Pha. Di tích nhà Pha thì nằm cạnh đèn biển, đèn Pha Lý Sơn luôn. Di tích này thì được thực dân Pháp xây dựng cùng năm với đèn biển. Đây là nơi thực dân Pháp dùng để giam cầm cũng như tra tấn các cái chiến sĩ cách mạng. Đây đồng thời cũng là nơi mà các cái hoạt động cách mạng diễn ra tại Lý Sơn. Nếu có dịp đến với Lý Sơn thì các bạn nhớ check in các điểm mà mình đã gợi ý nha. Mong bạn yêu thương và ủng hộ video cũng như kênh Linh Tinh Thích Thì Làm bằng cách nhấn thích video này, nhấn đăng ký subscribe kênh. Xin chào và hẹn gặp lại.